Trong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc quạt cầm tay hình bông hoa của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một chiếc quạt cầm tay hình bông hoa nhé. Thì cái chiếc quạt của chúng ta nó sẽ được tạo ra từ một số các cái phần giấy màu như sau các bạn. Ở đây thì mình có sử dụng từ giấy màu trắng và màu đen này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng thêm màu xanh này, màu vàng nhạt, và cuối cùng thì sẽ là màu đỏ nhé. Tiếp theo thì các bạn cần chuẩn bị một số các cái phần dụng cụ cho mình như sau. Đầu tiên là mình sẽ có một cái thước kẻ này, một cái kéo này, một cái compa này, một cái bút mực đen này, một cái bút chì này. Và đây thì chúng ta sẽ có cái phần cuối cùng, đó là một cái súng bắn keo nhé. Bây giờ thì bước đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu vàng này, các bạn sẽ cuốn nó lại để tạo thành cái tay cầm của cái chiếc quạt nhé. Rồi. Sau khi có cái phần tay cầm này rồi thì bước tiếp theo là mình sẽ đi vẽ cái phần bông hoa, đúng không? Mình sẽ đi cắt cái phần bông hoa nhé. Thì cái chiếc quạt này thì nó sẽ có hình tròn, đúng không? Có cái phần bông hoa này được tạo ra từ cái hình tròn này, nên các bạn sẽ vẽ cho mình cái hình tròn này, cái hình tròn đỏ. Rồi, để có thể tạo ra được những cái phần cánh hoa bằng nhau thì bây giờ các bạn sẽ thu con ta này vào một khoảng. Các bạn sẽ quay cho mình tiếp một cái hình tròn thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thu con ta vào thì mình sẽ đánh dấu ở cái phần ngoài, phần bên ngoài của cái vòng tròn này. Mình sẽ đánh dấu từng đoạn như này để mình sẽ vẽ được cái phần cánh hoa cho nó đều hơn nhé. Được. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái bút chì như các bạn, mình sẽ vẽ những cái phần cánh hoa này. Rồi, sau đây mình sẽ đi cắt cái phần cánh hoa này ra.
Vậy thì các bạn sẽ thấy đây là mình đã có một cái mặt của chiếc quạt sẽ có cái hình bông hoa như này đúng không? Tiếp theo nhé, là mình sẽ đi làm cái vẽ cái hình tròn để làm cái phần mặt của mình nhé. Mình sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu xanh này. Các bạn quay cho mình cái hình tròn. Đầu tiên thì mình sẽ dán cái hình tròn này. Mình sẽ dán vòng quanh những cái phần cánh hoa nhé. Rồi mình sẽ cắt thêm hai cái hình tròn nữa thôi. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái chiếc quạt cầm tay màu đỏ hình bông hoa như thế này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video